Đây là cái cây tắc của mình trồng từ năm trước nè cả nhà. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ một chút là hôm trước khi mà mình đem vào trong nhà thì nguyên cái cây này là nó bị bệnh vàng lá, tức là lá bị thành màu vàng hết luôn. Thì mình tưởng là nó bị bệnh nó chết thì mình đã cắt bỏ lá. Đây cả nhà thấy là mình để ở dưới cái chậu này, mình vẫn để lá dưới chậu thì mình cắt bỏ gần hết luôn. Và mình đem vào trong nhà đó khá muộn, khi mà trời đã cũng đã lạnh rồi, lạnh khoảng 1 độ 2 độ rồi. Thì mình cho vào trong nhà được khoảng 1 tuần thì bắt đầu mình thấy nó ra nụ và ra rất nhiều bông luôn nè. Thì bông hôm nay thì nó đã rụng rồi, hôm nay thì đã thành trái. Và những cái lá mà mình cắt lá vàng mình bỏ hết á thì bắt đầu những cái lá còn lại bắt đầu nó xanh dần và mình tưới nước vo gạo á. À, thì mình thấy là bắt đầu lá của nó xanh thì mình nghĩ là do nó thiếu chất á, tại vì lúc mà đem vào thì mình cũng có tìm hiểu ở trên mạng xem là cái lá vàng là do cái gì thì người ta cũng có nói là một á, là thiếu chất, hai á, là bị bệnh. À, nhưng mà mình tưới nước vo gạo thì mình thấy là lá nó xanh lại thì chứng tỏ là nó thiếu chất. Đây hôm nay đã có những cái trái nhỏ nhỏ rất nhiều rồi nè. Trái này thì nó ra không có kịp Tết. Đó, còn cái chậu này thì hôm trước là mình trồng khổ qua xong rồi khổ qua nó chín nó rụng hạt xuống đó. Thì hôm nay nó mọc luôn lên một cái cây, lên hai cây khổ qua luôn. Tức là hạt mình trái mình trồng xong rồi nó chín á, mình không hái vào nó chín nó rụng hạt, thế là hạt lên luôn nè cả nhà. Đó, khi mà mình tự trồng á, mình mua hạt mình trồng á thì nó lên rất khó khăn luôn. Nhưng mà khi mà hạt mà mình đã trồng mình làm giống được thì nó lên rất rất dễ luôn. Trong cái chậu từ bên ngoài vườn đó mình đem vào thế là nó mọc luôn lên hai cây khổ qua. Cây tắc thì trái bé bé rất rất dễ thương luôn. Mình để ở cửa sổ thì nó có nhiều nắng nè, chỗ này có rất nhiều ánh sáng và nắng chiếu gần cả ngày luôn. Bên đây thì mình có cái chậu hoa lan, cái form hoa mà mình rất thích luôn á. Cái màu hoa mình cũng rất thích nhưng mà nó đang bị nấm này cả nhà. Thì vài bữa nữa mình sẽ, chắc là mai mình sẽ trị nấm cho nó, nếu không thì là nó sẽ chết luôn cả cây. Mình tưới nước vo gạo cứ khoảng một tuần thì mình tưới khoảng 2 lần. Đó thì mình chia sẻ một chút xíu ha. Thì nếu như mà bạn nào mà có cái cây tắc mà bị vàng lá đó giống như mình thì cứ thử xem ha, cắt bỏ hết những cái lá vàng đi xong rồi tưới nước gạo để xem là nó có xanh trở lại không nha. Thì mình làm là mình thấy nó hiệu quả và mình thấy là đang ra rất nhiều trái. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.